Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức Mekong của HGTV. Hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 có nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, ba người này hôm nay có cùng một cảm xúc. Họ vừa thoát khỏi căn bệnh đã làm hơn 150.000 người trên thế giới phải tử vong. Và đây là ba bệnh nhân người nước ngoài đã được các bác sĩ ở Bệnh viện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh điều trị khỏi COVID-19. Hôm nay xuất viện, sắp được về nhà sau khi họ sẽ tiếp tục cách ly thêm 14 ngày nữa. Số lượng người ra viện đang tăng dần lên, chứng tỏ phác đồ điều trị của Việt Nam đang phát huy hiệu quả. Và những con số sau đây là niềm vui ngày cuối tuần. Lần đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 3, 60 giờ liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Số ca bệnh vẫn là 268, trong đó 201 bệnh nhân đã khỏi bệnh, bằng gần 80% tổng số ca mắc, trong khi số ca mắc mới lùi về ngưỡng không. Hiện 67 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 12 cơ sở trên cả nước. Có 13 ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, 4 ca xét nghiệm âm tính lần 2. Cũng trong 24 giờ qua, sức khỏe của 3 bệnh nhân nặng đã có nhiều tiến triển. Sức khỏe của 5 phi công người Anh tiếp tục có tín hiệu lạc quan, có hy vọng thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Và sức khỏe của những bệnh nhân nặng đang tốt dần lên. Người dân vui vì điều đó, bộ não điều trị đặc biệt của Việt Nam đã được tập hợp, vẫn đang nỗ lực chiến đấu từng phút từng giờ để người dân cả nước thêm yên tâm vững vàng đánh bật COVID-19. Hơn 70% số ca bệnh ở Việt Nam đều từ nước ngoài về. Nhưng trong cuộc chiến này, ngay từ đầu, Việt Nam xác định không có ai bị bỏ lại, kể cả những người Việt đang sinh sống trong tâm dịch. Rạng sáng nay, một chuyến bay đặc biệt đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đặc biệt là bởi trên chiếc máy bay ấy, không chỉ chở hành khách mà còn chở biết bao nghĩa tình quốc tế và đồng bào đông đầy đi suốt hành trình dài hơn 10.000 cây số. Các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp Đại sứ quán Ý tại Hà Nội đưa 50 công dân Ý đang mắc kẹt tại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19 về nước. Chuyến bay còn chở theo 4 tấn trang bị y tế do Chính phủ Nhân dân Việt Nam viện trợ Chính phủ Nhân dân Ý chiến đấu đẩy lùi dịch COVID-19. Sau đó, chuyến bay cũng đã đưa về nước một số học sinh, sinh viên và công dân Việt Nam ở Ý tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 đang gặp khó khăn về điều kiện sinh hoạt và y tế. Đây là lần đầu tiên Việt Nam Airlines khai thác đường bay thẳng đến Ý để chở hành khách với hành trình kéo dài hơn 12 tiếng rưỡi đồng hồ. Tất cả được trang bị bảo hộ y tế rất nghiêm ngặt và đều được cách ly 14 ngày. Một chuyến bay với hành trình dạng dặm nhưng ai cũng vui vì đã đón được công dân có nguyện vọng về nước trong lúc khó khăn này. Đã bao lần, dù phải đến nơi tâm dịch, nhưng mà những người làm nhiệm vụ chẳng ngại ngần, thậm chí xung phong đi đầu. Đối với các chiến sĩ công an cũng chung một ý chí như vậy. Chỉ cách đây mấy hôm, những cán bộ chiến sĩ công an phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội còn đang trong diện được cách ly và có liên quan đến bệnh nhân thứ 243. Thì giờ đây, họ lại xông pha trên một chiến tuyến mới. Sau một tuần cách ly phòng dịch, công an phường Đông Ngạc đã triển khai 50% quân số phối hợp với lực lượng dân phòng kiểm soát dịch bệnh đối với toàn bộ người vào chợ Kẻ Rẽ là khu lớn nhất tại địa bàn. Theo kế hoạch, 3 chốt kiểm soát của công an phường sẽ duy trì cho đến hết ngày 30 tháng 4 và sẽ triển khai tiếp theo tùy thuộc vào tình hình thực tế. Hàng ngày, các chốt hoạt động theo 2 ca, sáng từ 6 giờ cho đến 11 giờ, chiều từ 16 giờ đến 18 giờ thực hiện đo thân nhiệt, nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang, nón bảo hiểm trước khi vào chợ Kẻ Rẽ để mua rau thịt và các nhu yếu phẩm khác. Sáng nay, hàng trăm tiểu thương và người lao động tại chợ đầu mối hoa quả lớn nhất miền Bắc được xét nghiệm nhanh COVID-19, tuyệt đối không để sót nguồn lây trong cộng đồng. Các tiểu thương được xếp hàng cách nhau 2 mét đúng quy định. Sau khoảng từ 10 đến 15 phút sẽ có kết quả và công bố kèm chứng nhận. Được biết, Hà Nội sẽ lấy xác suất, sau đó lấy mẫu xét nghiệm nhanh ở một số chợ nằm trong vùng có ổ dịch lớn như chợ Cá Tư Sở, chợ Long Biên, chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai, chợ đầu mối hải sản, chợ gia cầm Hà Vĩ, huyện Thường Tín. Có thể nói đây là biện pháp mạnh mẽ và rất cần thiết để khoanh vùng dịch, cắt đứt mọi sự lây lan và tấn công của virus nguy hiểm còn đang lẩn khuất trong cộng đồng. Và những biện pháp này bước đầu đã phát huy được tác dụng khi một số ổ dịch bùng phát tại đâu, khoanh vùng dập dịch tại đó.
Thưa quý vị, từ lâu xã hội đã lên án với hành động vô cảm gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, chẳng cần biết nạn nhân sống chết ra sao. Tối qua, dư luận tiếp tục bất bình khi một xe ô tô phóng với tốc độ cao tông trúng hai chị em ruột đã hơn 40 tuổi đi bộ tập thể dục, làm cho một người chết, một người nguy kịch rồi bỏ chạy. Vụ việc được xác định xảy ra trên phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Đến thời điểm hiện tại, tài xế gây tai nạn vẫn chưa ra trình diện. Công an thành phố Vĩnh Yên đang phối hợp với các bên liên quan tổ chức truy tìm phương tiện này để làm rõ nguyên nhân. Ai cũng buồn thương cho nạn nhân xấu số khi gặp tai nạn, tai bay vạ gió từ đâu ập đến. Lên án người tài xế vô tâm vẫn còn đang lẩn trốn. Dù tai nạn đau lòng này cũng nhắc nhở việc đi bộ tập thể dục dưới lòng đường là rất nguy hiểm. Và tiếp tục chương trình là câu chuyện về một người mẹ tuổi học trò sinh con xong đành bỏ con lại tại Tòa Thánh Tây Ninh với mảnh giấy viết dội: chuột con sinh ngày 10 tháng 4. Người nhặt được bé đã rất sốc khi đứa bé bị kiến cắn rất nhiều, rất đáng thương. Và sau đó đội cứu nạn giao thông Tây Ninh đã đưa bé đến bệnh viện kịp thời. Ai nhìn thấy thì cũng muốn nhận nuôi. Và ít ngày sau đó, người mẹ đang học lớp 12 cũng đã cảm thấy tội lỗi nên đến nhận lại con mình trong nước mắt. Ngày đến nhận lại con là em N vừa tròn 18 tuổi, là học sinh lớp 12 ở Tây Ninh. N kể, mình quen với T 23 tuổi hơn một năm trước. Hiện T đang đi nghĩa vụ. Khi biết có thai, T bắt đi phá, nhưng N không chịu và quyết định một mình sinh con. Em giấu ba một mình vào bệnh viện để sinh con. Em không dám về nhà vì sợ ba biết sẽ đánh, không cho nuôi con. N gửi con vào Tòa Thánh, mong một ngày đi làm có tiền đón con về nuôi. Biết được câu chuyện buồn này, anh Phúc, đội trưởng đội giao thông cứu hộ Tây Ninh, đã kể lại với cha của N để ông biết mọi việc. Không ngờ sáng nay, người mẹ trẻ cùng ông ngoại của bé chuột đã đến nhận lại bé trong niềm vui và nước mắt. Nhiều người biết được đã bày tỏ lòng thương cảm đối với người mẹ tuổi học trò này. Đến tìm lại con chứng tỏ em vẫn là một người có trách nhiệm. May mắn cho em gặp được người tốt, có thể gặp và nhận lại con, nếu không cả đời em ân hận. Khi đến nhận cháu thì ông ngoại của bé chuột con mừng lắm. Một cái kết có hậu sẽ khép lại câu chuyện về một đứa bé bị bỏ rơi. Gia đình giờ đây sẽ đoàn tụ và bắt đầu cuộc sống mới như những người bình thường. Và câu hỏi vì sao mẹ lại bỏ con, đó là một câu chuyện khiến xã hội đầy trăn trở. Liệu có mấy ai bước được qua những rào cản vô hình đang làm cho nhiều đứa trẻ mất đi cơ hội sống trong yêu thương? Chuyển sang nội dung khác, thưa quý vị, ở lứa tuổi mới lớn luôn có những bốc đồng và nông nổi dẫn đến những hành động sai lầm. Mấy ngày qua, một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh lên gối cầm nón bảo hiểm đánh một người thu hút sự quan tâm của dư luận. Là bạo lực học đường hay là một màn đánh ghen? Nhưng dù gì đi nữa thì ai xem qua cũng bất bình trước hành vi bạo lực của đám đông này. Và ngay lập tức thì công an đã vào cuộc xác minh được những đối tượng trong video clip đó là ai và vụ việc xảy ra ở đâu. Chiều nay, thông tin từ Ban Công an xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết đã xác minh những người liên quan trong clip. Đó là nhóm học sinh gồm 3 nữ sinh từ 14 đến 16 tuổi ở phường Quỳnh Phương, Quỳnh Dị và xã Quỳnh Lộc. Còn học sinh mặc áo đồng phục bị đánh ở phường Mai Hùng là học sinh cấp 2. Một nữ sinh mặc áo màu hồng, đội mũ, chửi bới. Sau đó, một nữ sinh mặc áo đen chạy tới, cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu, rồi nắm tóc, đè nữ sinh mặc đồng phục xuống đất, đập đá liên tiếp. Không phản kháng nổi, nữ sinh mặc đồng phục chỉ ôm mặt chịu đòn. Điều đáng nói, một số người đi cùng không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay lại sự việc. Những hình ảnh vừa rồi vừa mới xảy ra nhưng đã phản ánh một vấn đề rất cũ, đó vẫn là bạo lực học đường, vẫn là đám đông đứng xem, vô cảm trước nỗi đau của người yếu thế. Chúng ta đã kêu gọi rất nhiều và có nhiều giải pháp cho bạo lực ở lứa tuổi học sinh, nhưng mà tình hình vẫn chưa cải thiện. Nếu ai cũng biết nhường nhịn, kiềm chế tính nóng, hiếu thắng sẽ hạn chế được tình trạng bạo lực. Trái ngược với hành động bạo lực đầy xấu xí của nhóm học sinh vừa rồi, những học sinh sau đây đã có hành động rất đẹp, đầy yêu thương giữa mùa dịch. Đã rất lâu những học sinh này mới có dịp gặp lại nhau, ai cũng cười nói rôm rã như những ngày đang đi học. Giờ đây vì dịch bệnh, họ đang tạm phải gác lại chuyện sách vở để nấu hàng ngàn suất cơm và phát miễn phí cho những người khó khăn vì dịch Covid-19. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cùng với câu lạc bộ Chuyến xe yêu thương phối hợp vận động thực hiện chương trình bữa cơm yêu thương mùa Covid-19 với 1.000 suất cơm chay miễn phí cả hai bữa trưa và chiều mỗi ngày cho những người đang gặp khó khăn trên địa bàn quận. Để có thể nấu được hàng ngàn suất cơm, các đoàn viên thanh niên còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các Phật tử ở tỉnh xá Ngọc Bình, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh.
không chỉ hỗ trợ về địa điểm nấu ăn mà họ còn là những đầu bếp chính của hàng ngàn suất cơm ấy. Sáng sớm mỗi ngày, các Phật tử, đoàn viên thanh niên đã có mặt tại tịnh xá Ngọc Bình để chuẩn bị các phần cơm vào giờ cơm trưa và kết thúc một ngày làm việc vào lúc 10 giờ tối. Nhiều bạn học sinh dù phải học trực tuyến nhưng vẫn tranh thủ thời gian để tham gia phụ giúp. Có thể nói đây là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực để những người trẻ góp sức chăm lo cho những người khó khăn vì mùa dịch bệnh. Một trái tim biết yêu thương, một tấm lòng biết rung động trước những hoàn cảnh khó khăn, đẹp dạng lần hơn những hành động bạo lực xấu xí, làm mất đi quãng thời gian tươi đẹp, nhiều kỷ niệm của tuổi học trò. Thưa quý khán giả, quýt hồng lai vung là loại cây có giá trị kinh tế cao. Thế nên, khi lâm vào hiện tượng chết cây lịch sử trong thời gian gần đây, dù chưa xác định được chính xác nguyên nhân quýt chết là gì, thế nhưng tất cả nhà vườn đã đứng ngồi không yên, tìm đủ mọi cách để cứu vãn tình hình. Trong đó có cả những cách chữa bệnh cho quýt mà bất cứ ai nghe qua cũng sẽ phải giật mình. Chặt dừa lấy nước nhưng không phải để uống mà dùng để tưới cho quýt. Cách làm này đang được một số nông dân lai vùng áp dụng. Người khởi xướng đầu tiên chính là ông Trần Hữu Hớn. Trong một lần gặp mặt, ông được một người bạn ngoài tỉnh hướng dẫn cách tưới quýt bằng nước dừa. Sau thời gian ban đầu bán tính bán kỳ để có cách cứu lấy vườn quýt nhà đang trong cơn dịch bệnh, ông Hớn chấp nhận làm thử. Dừa sau khi được chặt lấy nước sẽ pha với tỷ lệ 2 lít nước dừa trên 100 lít nước tưới. Sau khi trộn cùng một số loại thuốc sinh học sẽ tiến hành phun tưới trên cây như bình thường. Thì những cái mới này thì đầu tiên chăn trở lắm. Mình suy nghĩ không biết nên hay không. Như bước đầu thì mình 13.000 mét vuông nhưng mà mình chỉ thực hiện khoảng chừng 3.000 thôi. Thì từ đó thì mình dùng toàn bộ diện tích hết là mình dùng nước dừa với thuốc sinh học. Ngoài tưới quýt bằng nước dừa, một số nông dân khác còn đang truyền tay nhau một loại nguyên liệu tưới vườn độc lạ không kém là ủ hỗn hợp chuối, trứng vịt cùng với cám. Cụ thể, để tưới cho 1.000 mét vuông vườn cần ủ khoảng 10 cho đến 15 kg chuối lọc vỏ đánh nhuyễn cùng với 10 cho đến 15 trứng vịt, sau đó cho vào thêm khoảng một vài ký cám. Tất cả hỗn hợp sau khi được pha trộn sẽ được cho vào thùng ủ, tiến hành sục oxy ít nhất 24 tiếng mới có thể đưa ra sử dụng. Cách tưới cũng đơn giản khi chỉ cần pha với nước. Cái dòng chuối ủ này tưới thì thấy nó cũng êm được. Thấy chịu khó làm thì tưới thấy nó cũng nhẹ tiền. Theo ngành chuyên môn, để có thể đánh giá chính xác một yếu tố tác động như thế nào đến cây trồng, phải cắt hết toàn bộ những yếu tố tác động còn lại để có kết quả chính xác nhất. Thế nên, việc nông dân áp dụng cùng lúc nhiều loại biện pháp khác nhau, hiệu quả trên cây đến từ yếu tố nào vẫn khó kiểm chứng. Thế nhưng hiện nay, sau những cách thay đổi này, quýt lai vung đang có chuyển biến tích cực hơn. Vẫn chưa thể chắc chắn với cách tưới độc lạ này sẽ mang đến điều thay đổi cho bệnh của cây quýt hồng. Thế nhưng hiện nay các phương pháp này vẫn đang được lan truyền khá nhanh, khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Còn cần chờ thêm thời gian và chờ những phương pháp khoa học hơn để thủ phủ quýt hồng trở lại với thời hoàng kim. Thưa quý vị, trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng căng mình với các giải pháp phòng chống, thì một số kẻ gian lại lợi dụng tình trạng giới nghiêm này để ra tay trộm cắp. Những vụ việc dở khóc dở cười sau đây sẽ là lời nhắc nhở cho mọi người cảnh giác hơn. Lợi dụng lúc người đàn ông ngủ say, Hồ Kiều Anh 40 tuổi ngụ ở xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu lấy trộm tài sản với tổng trọng lượng gần 2 lượng vàng gồm dây chuyền, nhẫn đeo trên người. Trước đó cả hai hẹn nhau đến nhà nghỉ. Mất của chắc người đàn ông sẽ nhớ đời, chẳng dám ham của lạ nữa. Còn đây là Nguyễn Chí Linh, 32 tuổi, quê Trà Vinh. Tên trộm có số nhỏ, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu khởi tố. Trước đó, Linh đến quán cà phê của ông Trung trên đường 30 tháng 4, phường 12, thành phố Vũng Tàu. Phát hiện chủ quán nằm ngủ trên võng nên đã lén lút lấy trộm chiếc điện thoại thì bị phát hiện. Mọi người cùng truy đuổi khiến Linh phải bỏ xe lại và chạy bộ hòng thoát thân. Chạy được khoảng 100m, thấy một xe máy của người dân để ở trước nhà, chìa khóa còn cắm trên xe nên đã chiếm đoạt để tẩu thoát. Tuy nhiên, mới chỉ chạy được vài chục mét thì Linh đã bị té ngã và bị mọi người bắt giữ, giao cho công an phường 12 xử lý.
Tên trộm này cũng phải lực bất tòng tâm, đêm khuya lẻn vào trà sữa ăn vặt Ken Ken thuộc địa bàn thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, ngày 15 tháng 4. Xong, sau một thời gian tìm kiếm tài sản, kẻ trộm này không trộm được gì vì trong quán chỉ có ly, chén. Chủ quán cho biết vì đang thời gian nghỉ dịch Covid-19 nên chủ quán quyết định dừng kinh doanh, do đó tên trộm này không tìm được gì để lấy, đành phải bỏ đi. Không may mắn như chủ quán vừa rồi, nhiều gia đình đã mất 1,5 tỷ chào tay các tên trộm. Chỉ trong một thời gian ngắn, công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam băng siêu trộm gây ra 11 vụ trộm ở Quảng Nam và Đà Nẵng. 4 bị can trong băng siêu trộm này gồm Lê Văn Gió, Nguyễn Văn Dũng cùng 27 tuổi, Đặng Thanh Bình, Nguyễn Hữu Cường 26 tuổi cùng ở thành phố Đà Nẵng. Các thành viên của băng siêu trộm đều thất nghiệp, nghiện ma túy. Thông thường, băng siêu trộm này ra tay sau 0 giờ, phân công hai người cảnh giới, hai người leo rào vào cậy phá cửa. Tất cả đều thủ trong người dao, bình xịt hơi cay để tấn công nạn nhân nếu bị phát hiện truy đuổi. Những vụ việc trên nhắc nhở mọi người dân, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhất là thời điểm dịch bệnh như hiện nay, cũng cần phải hết sức cảnh giác, tự ý thức bảo vệ tài sản của mình. Trong lúc dịch bệnh như thế này, lại xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười. Thưa quý vị, trong khi tuần tra kiểm soát tình hình tụ tập nơi công cộng giữa mùa dịch bệnh Covid-19, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh bắt gặp một cụ ông đang lang thang ăn xin trong khu vực phường 4, quận Tân Bình, nên đã đưa về trụ sở công an nhân dân phường. Ngoài hàng chục triệu đồng, những món đồ được phát hiện từ trong tư trang của ông cụ khiến cho các anh công an cũng phải bất ngờ. Thời điểm kiểm tra, đáng ngạc nhiên là ông cụ có đến 12 chứng minh thư khác nhau, trong đó có 5 chứng minh nhân dân kiểu cũ và 7 thẻ căn cước công dân loại mới. Tất cả đều là giấy tờ thật. Ông cụ mang tên là Đỗ Văn Đệ, sinh năm 1943, quê quán An Giang, địa chỉ thường trú tại đường Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình. Ủy ban nhân dân phường 4, quận Tân Bình đã xuống nhà ông trao lại số tiền 54 triệu đồng, đồng thời động viên cụ Đệ không ra đường đi xin tiền như trước. Con trai của cụ Đệ cho biết là ba của ông là tâm trí không được ổn định. Ông đã bán vé số từ năm 1978, gia đình khá giả, nhưng ông Đệ có sở thích như vậy. Thông tin về việc cụ ông có nhiều chứng minh thư thì con trai của cụ cho biết là do ông tự ý đi làm và lo lắng khi mà đi bán vé số hoặc là đi ngoài đường sẽ bị mất. Đây thật là một trường hợp khá kỳ lạ, khiến chúng ta vẫn không khỏi thắc mắc vì sao một người lại làm được quá nhiều chứng minh thư đến như vậy. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang báo cáo Bộ Công an về vụ việc khá lạ này. Thưa quý khán giả, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến cho người lao động di cư phải treo niêu cơm. Những căn nhà dựng lên tạm bợ bằng mái tôn đã hoen rỉ, len lỏi giữa một vài căn nhà mới xây. Đó chính là nơi mà nhiều người vẫn thường gọi là xóm ngụ cư. Xóm này nằm trên đất của một dự án chưa xây dựng ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Những người sống ở nơi này đều là dân tỉnh lẻ, rời hương lên Sài Gòn để kiếm kế sinh nhai. Nhưng nay, khi cơn bão dịch bệnh ập đến, những phần đời cũng heo hắt theo. Nằm cuối một nhánh đường trong xóm là hộ gia đình bà Nga 57 tuổi. Căn nhà trọ chật hẹp, tối mù là nơi trú ngụ tất thải 14 con người, gồm cả cháu nội, cháu ngoại của bà. Bây giờ ba cái dịch này đâu có đi làm được đâu, ở nhà hết luôn. Trước dịch, bà đi phụ bán hủ tiếu, chồng đi phụ hồ, vẫn kiếm được ngày gần 600.000 đồng, đủ tiền nhà trọ và chi tiêu cho 14 miệng ăn trong tháng. Còn bây giờ, chồng bà mỗi ngày phải đi xem có ai kêu gì làm cái đó. Con dâu và con gái xin bán hàng cho công ty. Bà ở nhà thay con chăm lo cho 10 đứa cháu lớn nhỏ. Cuộc sống gia đình bà trong những ngày dịch này chỉ đơn giản là kiếm đủ tiền mua 3 ký gạo cho cả nhà ăn mỗi ngày. Nhà thì dù như mình có tiền thì mình ăn ngon chút, còn không tiền thì nước mắm nào mà con quẹt cũng xong. Cách nhà bà Nga mấy bước chân là căn nhà chưa đầy 5m2 của bà Huỳnh Thị Cầu Phượng, 58 tuổi, làm nghề da chai. Bà theo chồng từ Bến Tre lên Sài Gòn làm ăn, thấm thoát đã mấy chục năm. Ngày bà thôi chồng cũng là lúc bắt đầu chiếc công việc vất vả và thu nhập bấp bênh này. Những ngày không bị bệnh hen suyễn và tim hành hạ, bà cũng tranh thủ đi kiếm được ít tiền, vừa để cơm nước,
vừa để có tiền mua thuốc cầm cự qua ngày. Thế nhưng, từ khi dịch bệnh bùng phát, chiếc xe đẩy ve chai vốn là cần câu cơm của bà hầu như nằm im một chỗ. Thứ quý giá nhất trong nhà của các hộ gia đình nghèo sống trong xóm ngụ cư có lẽ là những chiếc tivi thế hệ cũ. Những chiếc tivi ở đây đều không sử dụng bất kỳ loại anten hay cáp mạng nào mà kết nối với đầu DVD. Đơn giản và lạc hậu, nhưng nó là công cụ giải trí của họ trong suốt thời gian ở nhà. Nằm ở phía khác của xóm ngụ cư, trong căn nhà của bà Nguyễn Thị Mai, 79 tuổi, cũng làm nghề ve chai. Vẫn là một chiếc tivi mua được từ những lần đi ve chai. Nó được đặt ngay ngắn giữa căn nhà. Thứ tích trữ duy nhất trong căn nhà bà không phải là các nhu yếu phẩm mà là ve chai. Chủ dừa gần thu mua do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, mỗi ngày, hai vợ chồng bà vẫn tranh thủ đi kiếm từng chút về để đó, chờ hết dịch sẽ bán. Những phần đời cũng giống như xóm ngụ cư, có chăng họ chỉ khác là kiếp lên đên đang nằm im lìm, chỉ mong chờ dịch bệnh sớm qua đi để đi làm trở lại. Bởi áp lực tiền nhà, tiền ăn vẫn đang đè nặng họ suốt một thời gian dài. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta cảm nhận được sự gắn kết là chặt chẽ như lúc này. Vì cùng chung số phận, trong lúc khó khăn, sự tương trợ lại bừng sáng. Và trong những ngày qua, điều đó lấp lánh một niềm tin vào sự tử tế nơi những cây ATM gạo đầy nghĩa tình. Bà Đỗ Thị Lực làm nghề bán vé số, ngồi trên chiếc xe lăn bà đang đợi nhận một phần gạo tại địa điểm Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh ở số 144 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Này á, ăn cũng được 4 ngày. 4 ngày. Tự nhà chị mấy đứa em nó cũng thất nghiệp, nói giờ người ta không cho làm gì. Những người ngồi xe lăn như bà mỗi ngày khi đến cây ATM gạo này đều được ưu tiên những phần gạo đã đóng gói sẵn và được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa tận tay hoặc cột chúp vào phía sau xe. Tuy nhiên, ở địa điểm này vẫn có trường hợp chỉ biết nhìn dòng người đứng xếp hàng nhận gạo, không phải vì đã ổn nền giường cho người khác mà bởi không đủ sức để cầm bao gạo. Không may mắn như nhiều người, đôi chân của anh Ngô Phước Tý sinh ra đã bị tật. Hai chiếc nạng trở thành vật bất ly thân giúp anh di chuyển qua những quãng đường để bán vé số. Trong một lần đi bán bị xe đụng nên đến việc ngồi cũng trở nên khó khăn. Không bán vé số, anh cũng không thể ngồi một chỗ mà vẫn rong ruổi các nẻo đường và sống nhờ lòng tốt của những người đi đường, cùng với hy vọng ngày kiếm đủ tiền mua thuốc chống quại tử chân. Một ký cũng là lòng tốt của bà con chứ hả? Người ta cần nửa ký, người ta cũng cần nữa. Còn này nhiều khi cho anh 10 ký, 20 ký mà anh còn lấy không được. Nhiều người có lẽ sẽ thấy bản thân mình vẫn may mắn khi nhìn anh bước khó nhọc ngang qua cây ATM gạo mà thỉnh thoảng lại hướng về nơi đặt những bao gạo với ánh mắt tiếc nuối. Những người đang hỗ trợ phát gạo ở đây khi thấy anh không thể nhận gạo, mỗi người đã tự bỏ một ít tiền để giúp cho anh. Những phần gạo từ những máy ATM gạo như thế này không chỉ giúp họ vượt qua những khó khăn trong những ngày dịch bệnh mà còn cho họ niềm tin vào những điều tử tế trong cuộc sống. Vì những người đến nhận đang cần sự trợ giúp nên những cây ATM gạo đang được nối dài. Gạo không bao giờ rơi mà như suối nguồn vẫn cứ tuôn chảy, như là chính tinh thần tương thân tương ái, cội nguồn của người dân đất Việt, lá lành đùm lá rách. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua thì ngư dân của tỉnh Cà Mau gần 3 tháng nay do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh nên nhiều phương tiện đánh bắt trước đây hiện đang nằm im, cuộc sống của ngư dân cũng bấp bênh theo từng con sóng nước. Vì đâu gây nên những trở ngại này? Mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự sau. Mặc dù là nguồn thu nhập chính, nhưng việc đánh bắt trên biển được xem là một trong những nghề nguy hiểm bởi phương tiện đánh bắt còn thô sơ, công suất nhỏ nên rủi ro trong nghề nghiệp là rất cao. Trước tình hình các loại thủy sản khan hiếm như hiện nay, những phương tiện này cũng nằm im một xó chờ thời. Nhiều tàu cá của ngư dân nằm bất động trên bờ, khác hẳn với không khí nhộn nhịp trước đây. Nói chung là nghề trong mé này, nghề nào có tiền em làm nghề đó.
Ví dụ như có cá phai, em ra em đánh cá phai nó ngưng mà lưới ghẹ nó có thì em kéo lưới cá phai lên, em thảy lưới ghẹ xuống, rồi tới mùa thì em đi đóng đáy. Nghề đi biển chưa bao giờ là dễ dàng đối với ngư dân. Mỗi con nước nếu được mùa thì có lãi từ 20 cho đến 30 triệu đồng, ít hơn cũng được 10 đến 15 triệu đồng. Song những lúc biển động hay mưa bão thì có khi phải treo lưới dài con nước. Thu nhập của ngư dân vì thế cũng không ổn định, nguồn thủy sản giảm mạnh, đồng thời bị mất giá hơn hẳn so với giai đoạn trước Tết Nguyên Đán, càng làm cho nghề này ngày một bấp bênh. Khó khăn thì sóng gió lên khó khăn thôi, chỉ làm biển thì nó cực nhất là sóng gió nào lên thôi. Một số ngư dân còn bày tỏ việc sống cục kề biển cạn chống chừ đánh cược bởi họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm từ biến đổi khí hậu, tai nạn. Trong khi đó, các phương tiện lại quá thô sơ và không đủ cơ sở vật chất để đầu tư, trang bị thêm. Chính quyền địa phương hiện cũng quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả để người dân chuyển đổi nghề phù hợp với khả năng và kinh tế trước tình hình đánh bắt trên biển đối mặt với nhiều khó khăn như hiện nay. Nhiều thách thức về nguồn thủy sản hiện nay càng khiến cho nghề biển cạn long đong hơn nữa. Làm sao để trang bị được những phương tiện tốt hơn để họ có thể vượt biển xa hơn? Đó còn là một câu hỏi đặt ra ở phía trước. Thời lượng dành cho tin tức Mekong ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.